Rồi, trong thời gian sơ đồ thì như Ado cũng đã thông báo thì bây giờ trận đấu vòng bán kết đầu tiên của chúng ta, đó là trận đấu thứ nhất anh em ơi. Tổ đội Vui Chơi sẽ giao tranh với chiến đội Phật Sơn anh em. Hai tổ đội hãy chuẩn bị trước khu vực và Butter vào trong đi anh em ơi. Và chúng ta cùng chuẩn bị xem hai trận đấu này sẽ ra sao anh em ơi. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến trận đấu đầu tiên. Có vẻ như đã Butter vào trong rồi anh Phèo ơi. Ok anh đã sơ đồ của chúng ta vào. Ok. À, trước khi vào anh tàng hình luôn nha anh. Ok. Rồi. À, trong thời gian này anh cứ soi đồ đi, anh soi đồ ai em sẽ soi theo. Anh em mình cùng soi. Hello Diệp Angemin nha. Hai lứa xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ soi đồ đến Tuấn Cùi Mía. Rồi, Tuấn Cùi Mía. Ok. Hai lúa vừa bảo là nếu mà Dương Tú bảo là hai lúa mà nếu trong cái game này mà hai lúa hôm nay mà không lên top 1 không vô địch thì hai lúa sẽ chặt cu. Trời ơi, chưa hết mà thực hiện một lời hứa quá kinh não trong trận đấu ngày hôm nay. À, chúng ta vừa xem sơ qua sơ đồ của Thiên Bang Cùi Bắp xong. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp đến Tuấn Cùi Mía. Anh Phèo cùng soi Tuấn Cùi Mía cho anh em cùng xem. Có vẻ như vừa rồi là mặt Thiên Bang. Và đây là Thiếu Lâm anh em. Có vẻ như Khải thấy là Thiếu Lâm Quyền đó anh Phèo ơi. Em thấy là Thiếu Lâm Quyền đấy. Đúng rồi, trong này chỉ có Thiếu Lâm Quyền thôi. Đúng rồi. Xem là Thiếu Lâm Quyền thôi. Anh vừa Hello Phích Liêu. Bây giờ sẽ soi đồ của Thiên Bang Cùi Bắp No 1. Cái chùy này băng sắt khá cao này Khải này. Đâu, đúng rồi, em vừa soi, em còn soi lại cho anh xem. Đây anh ơi, đúng rồi, băng sắt 96. Quá chắc. Đạt móc 94 đúng không anh em? Đúng không anh em? Đúng chưa anh Phèo? Cái này đạt móc 94 ấy, quá chắc. Đúng rồi. Chị quá đẹp. Hôm qua anh nhớ là có một Thiên Vương có một cây chùy có mỗi 60 điểm đạt 51 thôi mà Thiên Vương 49 kg, đánh cũng khá tốt luôn đó Khải. Trời, hôm qua trận qua em cuối đến trận đó em bị out luôn cái file luôn, không được xem được cái trận đó ngày hôm qua, có vẻ như quá là hay. Trước kia anh em mình đã từng bình luận và gặp 49 kg rất nhiều lần và anh đánh khá là hay. Mặc dù hôm qua chào LVT, chào anh em đang xem live nhá. Ok, hello Tuấn nha. Rồi bây giờ trận đấu chúng ta chính thức bắt đầu. Anh em cùng xem. Các bạn đang xem live trên fanpage của Cú Phè và Duy Khải. Rồi ok. Có vẻ như là bên chiến đội hai lúa như em thấy đó là một cái bang và một Nga Mi anh ơi. Sau trận đấu này thì ở trong trận đấu thứ hai thì Khải với anh Phèo sẽ tiếp tục soi xét đồ của chiến đội đó là hai lúa với lại chị Hà chị Đại cho anh em xem nha. Vừa rồi chúng ta đã xem xong xét đồ của một Thiên Bang và một Thiếu Lâm. Trong trận đấu này chúng ta cùng dự đoán xem nè. Một bên là có một cái bang và kèm Nga Mi, một bên là hai hờ kim. Anh Phèo thử dự đoán thử như thế nào anh Phèo? À, rồi. Chiến đấu của hai lúa thì anh thấy là cũng có vẻ nhìn hơn bởi vì có một cái bang giữa bỏng. Đúng rồi. Cái bang bỏng và đồ của hai lúa khá là tốt. Vâng, gửi lời chào đến anh em bên Duy Thành Minh và Lover Fickle nhá. Nhìn vào thế trận này thì em cảm giác rằng như là anh Thiếu Lâm Quyền Tuấn Cùi Mía luôn luôn áp sát những đòn hàng lông dành đến anh hai lúa. Anh hai lúa không thể nào nhắc những đòn bóng anh Phèo ơi. Quá khó khăn cho hai lúa. Việc còn lại thì Thiên Bang đã dí ngay mời anh này. Tuấn Cùi Mía đang cố gắng áp sát để hạn chế lại những cái bổng của hai lúa xuất ra ngoài. Trận đấu chúng ta đã trôi qua hơn 1 phút vẫn chưa phân biệt thắng bại trong những giây phút đầu tiên. Hello Tuấn, hello tất cả nha. Hello anh em nha. Tuấn có đang like không? Tuấn có đang like không? Đi đâu rồi? Khải có thấy là hàng long bất vũ dù là chỉ là một chiêu sơ cấp thôi nhưng mà em thấy nó đang phát huy khá là tốt cái tác dụng khi mà khắc chế được của cái băng bổng hai lúa em ạ. Đúng rồi anh ơi, em cảm giác rằng hai lúa không thể nào nhắc những đòn bổng của mình, rất khó khăn. Việc còn lại thì Thiên Bang chỉ việc dí Nga Mi. Có vẻ như đây là một chiến thuật của hai chiến đội. Anh Nga Mi vẫn chưa xuống ngựa nha. Anh nãy anh về Phèo đã thấy chưa? Nga Mi vẫn chưa xuống ngựa anh ơi. Vừa xuống ngựa. Và đây là một pha ép sát của hai hờ kim đến với cái băng bổng. Cái băng bổng đại phải leo người di chuyển. Rất khó khăn trong trận đấu này. Nếu mà Tuấn Cùi Mía không khắc chế được Phật Sơn hai lúa thì rất có thể Phật Sơn hai lúa sẽ có cơ hội dồn bổng vào người của Thiên Vương Bang. Em thấy cũng như vậy. Rồi bây giờ Nga Mi là chính thức xuống ngựa sau 2 phút anh Phèo ơi. Chúng ta cùng đợi xem. Và vào như rồi thì hai lúa đã kết liễu được anh Thiên Vương Cùi Bắp rồi. Quá đáng tiếc chồng Phèo rồi. Đúng như anh dự đoán, nếu để hai lúa có khe mà có thể xuất bổng được thì đúng sẽ rồi. Đưa vào người của Thiên Vương Bang. Wow. Và đã đưa Thiên Vương Bang về thành rồi. Một pha như rồi. Quá đáng tiếc, cái băng bóng mình đã mất tiêu rồi. Rồi xong. Trận đấu đang diễn ra rất khó anh Phèo ơi.
và rồi cái bóng có vẻ như đang rất là tự tin và đã tự nhiên bốc hơi một cách rất là không hiểu luôn. Vèo, trận đấu chúng ta đang bây giờ chỉ 1-1 mà thôi. Bốc hơi một cách không thể hiểu được anh ạ. Không thể hiểu được. Quá đáng tiếc chồng phải rồi. Còn lại Thiếu Lâm Quyền và Nga Mi Trưởng. Ai sẽ là người giành chiến thắng đây? Hiện tại như đúng rồi, hiện tại như Phèo so đến bây giờ thì 1-1 thì trong những tất cả môn phái thì anh Phèo cũng như tất cả ở đây, anh em cùng có nghĩ dự đoán dưới Khải không? Trận này ngày mai sẽ win Thiếu Lâm, anh em có tin không anh em? Anh em có tin không anh em? Anh nghĩ là trận đấu này sẽ khó có bên nào kết thúc được. Đúng nhưng rồi. Mà rất có thể là Nga Mi sẽ ăn đam trong những cái giây phút cuối cùng này khi mà còn tầm 2 phút nữa. Quá ghét. Đúng rồi, một trận đấu quá ghét. Theo em dự đoán thì nếu mà như vậy thì chắc chắn với anh rằng là Nga Mi sẽ chắc chắn làm một cái pha đó là câu giờ và tính vào lượng đam phút cuối thành vèo ơi. Chính xác, anh cũng nghĩ là sẽ như vậy. Không còn cách nào hơn, chỉ có cách đó thôi. Nga Mi sẽ câu kéo và ăn đam lên người của Thiếu Lâm. Rồi, ok. Không thể tưởng tượng được. Không thể tưởng tượng được. Quá Thiếu chắc. Lâm đã, Thiếu Lâm đã té ngựa rồi em ạ. Thiếu Lâm đã té ngựa rồi. Rồi, và như rồi chúng ta đã thấy thì bên chiến đội Nga Mi vừa rồi đã win. Thiếu Lâm đã ngã ngựa, anh Phèo công bố kết quả đi anh Phèo ơi. Như vậy là chiến đội Phật Sơn đã là chiến đội giành chiến thắng trong hiệp thi đấu đầu tiên. Và chúng ta sẽ thi đấu theo thể thức chạm bàn nên sẽ vẫn còn thi đấu thêm 2 hiệp thi đấu nữa. Nếu trong hiệp thứ hai mà chiến đội Phật Sơn tiếp tục giành chiến thắng sẽ giành chiến thắng chung cuộc hay không. Còn nếu mà để bên kia gỡ hòa thì chúng ta sẽ đến với hiệp thi đấu thứ 3. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào đấu thứ 2 anh Phèo ơi. Một là hết máu, hai là bị phản đam. Đúng rồi. Rồi thì anh Phèo cùng em bây giờ chúng ta trong đấu thứ 2 giữa hai chiến đội Vui Chơi và Phật Sơn. Thì Phật Sơn đã có 1-0. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục soi tiếp tục chiến đội vừa win như vừa rồi. Đó là cao thủ hai lứa 71 đi anh Phèo ơi. Một bạn Nga Mi khúc cuối đã giành thắng lợi trong round đấu đầu tiên. Anh sẽ đi anh em đúng rồi. Cái đặt chị Đại chứ, chị Đại chứ. Anh sẽ đặt chị Đại chị anh Phèo ơi. Hiện tại như em cùng xem thì chị Đại đang có cái vũ khí 5.30 và nón phòng thủ 17 5.30, dây chuyền 12-15, hợp mộc quá đẹp, đan một ngàn mi đồ khá ok, áo phòng hộ 40 và tay vùng thủ 15, ngọc bộ 5.30. Thì tính ra này đang có cho mình thêm thấy đó là 95 anh Phèo, 95 lượng kháng banh khá là cao nha, đai lưng và nhẫn, hai nhẫn kháng banh khá là ok. Một cái đôi giày tóc 40 quá hợp lý đúng không anh Phèo? Và Nga Mi với cái đẳng cấp hiện tại so với server Đại Phật Sơn đến bây giờ thì những món đồ này em thấy khá là ok đó anh Phèo. Đây là những món đồ mà được copy trước Tết nha anh em nhé. Trước Tết và những trong thời điểm mà trước Tết như thế này là đồ cũng khá là ổn rồi anh em ạ. Rồi anh em của mình cùng tiếp tục soi xét đồ của cao thủ cá bóng bỏng hai lúa anh ơi. Vừa rồi thì rất đáng tiếc anh ta chết một cách sau khi kết thúc được thiên bang cùi bắp No.1 thì tự nhiên là bóc thôi. Đây là một pha còn 2-1 mà anh ta lại bị chết rất là đáng tiếc. Anh em cùng xem cái bóng tóc 20, banh sắt 80 thì vừa đặt móc 72 nha anh Phèo. Đặt móc 72 rồi. Cái bóng quá cái là đẹp luôn. Tết nó là No.1 server luôn đó Khải. Wow. No.1 server. Ôi, đây. Quá chắc luôn anh ơi. Sở hữu một cái nón 25-30, dây chuyền 10, áo kháng cả, áo phòng phục hồi 40. Và giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến round đấu thứ hai. Tiếp tục đến round đấu thứ hai anh em, tí nữa Khải sẽ tiếp tục soi đồ hai lối cho anh em xem. Anh em cùng xem diễn biến thử ra sao nha. Và liệu hiệp thi đấu thứ hai này Thiếu Lâm có cố gắng khắc chế được cái băng bổng hai lúa để cho Thiên Vương Bang bên kia rảnh tay hơn hay không? Nếu mà để hai lúa thoát được ra và dồn bổng vào người của Thiên Vương Bang thì rất có thể một lần nữa Thiên Vương Bang lại phải rời khỏi lôi đài. Hãy cùng chờ xem hai lúa sẽ PK như thế nào và Thiên Vương Bang sẽ né đòn hai lúa ra sao đây. Ở trong đấu thứ hai này thì em cảm giác này chính như lúc đầu anh Phèo ơi, hai lúa luôn luôn chủ đam hoàn toàn thẳng những đồng bóng về hướng của Thiên Bang. Và bên Nga Mi thì vẫn đang tự do bên ngoài. Trong trận đấu này có vẻ Nga Mi đang khá là ok. Nga Mi chủ yếu là câu kéo là chính, nhiệm vụ của Nga Mi là câu kéo. Hello Tiến Phạm, hello Mạnh Nguyễn, hello anh em nha, hello Đờ Nhị Mộng nha. Còn hai lúa vẫn đang cố gắng thoát ra để dồn bổng vào người của Thiên Vương Ban. Hello Dì Bảo Anh, hello anh Đức Trọng nha. Hello Tùng Lê, hello tất cả anh em nha, hello Quốc Thịnh nha, hello tất cả mọi người nha. Rồi trận đấu chúng ta đã trôi qua hơn 1 phút mà có vẻ như vẫn chưa một ai bị chết đi nè em ơi. Em thấy không, Nga Mi vẫn đang cố gắng đi
câu kéo Thiên Vương Bang, trong khi đó thì Thiếu Lâm bên kia vẫn đang cố gắng giữ chân Hai Lúa. Đúng rồi. Để cho đang làm việc Nam Y. Trận đấu này ôi em lại biết ạ, anh Phèo tiếp tục nha. Anh Phèo tiếp tục, anh Phèo ơi, anh vô lại. Ok. Anh em biết đấy. Vâng, diễn biến vẫn đang khá là trôi chảy đến cho chiến đội màu tím. Trời ơi. Chiến đội của Thiên Vương Bang. Khi mà Thiếu Lâm đang làm việc khá tốt khi mà giữ chân được cái băng bổng Hai Lúa. Còn phía bên kia thì Thương Vương Bang vẫn đang cố gắng lùa theo Trị Đại. Nam Y Trị Đại. Vâng, bây giờ thì Nam Y Trị Đại đã xuống ngựa rồi. Thì đã quyết định xuống ngựa và bây giờ bổng đã vào rất nhiều người của Thiên Vương Bang và Thiên Vương Bang đã lên đường rồi ạ. Hai Lúa quá là hay trong tuần trò đấu vừa rồi đã kết thúc được Thiên Vương Bang rồi. Rồi. Này chỉ còn quá hay. Nữa thôi. Em vào lại được chưa Khải ơi? Em vào được rồi mà em chưa bay vào được, tí anh copy anh đã. Copy tên anh đã. Ok ok. Ok. Bây rồi. Giờ thì trong ngày chỉ còn mỗi Thiên Vương còn mỗi Thiếu Lâm thôi anh em ạ. Bây giờ Hai Lúa đang ngồi xuống như rồi. Vậy là quả chúng ta đã có rồi. Và một lần nữa thì Hai Lúa cùng với Trị Đại đã ca khúc Khải Hoàn trở về. Một cái bang và một Nam Y. Nàng Nam Y ta cái bang đã cùng nhau xong kiếm một kích và đẩy chiến đội bên kia về nơi về với trận tranh 3-4 rồi. 3-4 rồi. Và chính thức như là như em thấy thì kết quả như công bố win ngồi này thì chính thức như anh em thấy thì đội Phật Sơn đã win hoàn toàn, đã có một vé vào vòng chung kết đúng không anh Phèo? Vâng, chính xác. Rồi, là ok. Tên của Hai Lúa với Trị Đại đã vào trận chung kết và chia buồn với chiến đội của Thiên Vương Bang và Thiếu Lâm, họ đã phải thi đấu ở trận tranh 3-4. Như vậy là kết quả chung cuộc, chiến đội Phật Sơn đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Hello Tăng Hữu Tăng. Trận bán kết thứ hai. Rồi ok. Và thì sau khi kết thúc trận đấu đầu tiên khá đáng tiếc, trong trận đấu thứ hai thì cả nhà bị đứt game đâu. Vừa chưa chuẩn bị đó, tự nhiên đến phút hơn 2 phút qua em bị đứt game quá đáng tiếc. Em vẫn chưa xem được cái đoạn đó như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi đến trận đấu thứ hai nha.